Xin chào tất cả anh em, chào mừng em quay lại với kênh Ngay Từ Giờ của em ạ. Hôm nay em xin phép em được cập nhật về giá xe cho anh em về dòng xe Mitsubishi Xpander cho anh em cả hai phiên bản, từ phiên bản số sàn và phiên bản số tự động ạ. Cũng như em sẽ tính luôn cho anh em về tổng chi viên bánh cho anh em Hà Nội ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh khi mà chiếc xe này là chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc. Vậy tổng năm bánh giờ đang là bao nhiêu và có những chương trình khuyến mại cụ thể như nào, thì em xin phép được giới thiệu cho anh em một cái chi tiết cụ thể để cho anh em sự chuẩn bị tài chính mình tốt nhất, mình mua chiếc xe này không hay cần phải mua những bản cao cấp hơn, thì em xin phép được đi vào chi tiết cụ thể cho anh em nhé. Đầu tiên em giới thiệu cho anh em về phần giá xe của chiếc xe Mitsubishi Xpander bản số sàn này. Với giá niêm yết nó đang là 555 triệu ạ. Nó sẽ là giá tính thuế luôn nhé. Hiện tại giờ đại lý chúng em đang áp dụng các chương trình khuyến mại như sau: tặng 5% thuế trước bạ trị giá lên tới 28 triệu đấy ạ. Và tặng cho anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Ngoài ra tặng cho anh em một bộ phụ kiện cao cấp cho anh em khi mua xe trong tháng 12 này đấy ạ. Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay là một chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để được giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho anh em nhé. Vậy thì chiếc xe Mitsubishi Xpander bản số sàn này lăn bánh Hà Nội đối với trả thẳng thì đang là 615 triệu ạ. Còn đối với trả góp thì anh em chỉ bỏ ra là 200 triệu nhá. Còn anh em ở tỉnh thì đối với trả thẳng thì đang là 585 triệu ạ. Còn đối với trả góp thì anh em bỏ ra là 165 triệu nhá. Còn anh em ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 603 triệu với trả thẳng ạ. Còn với trả góp thì anh em bỏ ra là 182 triệu đấy ạ. Các chi phí mà em đã tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạ này, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự ạ. Đấy. Ok, tiếp theo em giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Mitsubishi Xpander bản số tự động ạ. Với giá niêm yết nó đang là 630 triệu. Nó sẽ là giá tính thuế cho anh em nhé. Hiện tại giờ đại lý chúng em đang áp dụng các chương trình khuyến mại như sau: tặng cho anh em 5% lệ phí trước bạ trị giá lên tới 32 triệu đấy ạ. Ngoài ra tặng cho anh em thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ cho anh em khi mà khách hàng mua xe ở trong tháng 12 này nhá. Và tặng cho anh em một bộ phụ kiện cao cấp cho anh em mua trong xe tháng 12 này, tặng bộ phụ kiện trị giá lên tới 10 triệu cho anh em nhá. Đấy. Còn anh em mà muốn được giá tốt hơn hay là chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho anh em nhá. Vậy thì chiếc xe Mitsubishi Xpander bản số tự động này lăn bánh ở Hà Nội đối với trả thẳng thì đang là 690 triệu ạ. Còn với trả góp thì anh em bỏ ra đây đang là 215 triệu nhá. Đấy. Còn ở tỉnh thì trả thẳng đang là 665 triệu ạ. Còn đối với trả góp thì đang là 190 triệu nhá. Còn anh em ở thành phố Hồ Chí Minh thì đối với trả thẳng thì anh em bỏ ra đang là 683 triệu nhá. Còn đối với trả góp thì anh em bỏ ra đang là 208 triệu thôi ạ. Đó. Đó chính là phần giá xe. Tại sao nó có sự khác biệt giữa Hà Nội ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh? Đó chính là Hà Nội thuế sẽ là 12%, biển số là 20 triệu ạ. Còn ở tỉnh thuế sẽ là 10%, biển số là 2 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh biển số là 20 triệu và thuế sẽ là 10%. Dẫn đến sự khác biệt giữa Hà Nội ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh đó là như vậy đấy ạ. Vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe cho toàn bộ các dòng xe của Mitsubishi Xpander cho cả hai phiên bản từ số sàn và số tự động, và cũng như em đã tính toán cho anh em về tổng chi phí bánh cho anh em Hà Nội ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh rất là chi tiết cụ thể cho anh em rồi. Thì vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì em bấm like và đăng ký kênh của em nhé, để em sẽ cập nhật về giá xe cho anh em toàn bộ các dòng xe của Mitsubishi cũng như các hãng xe khác nhau như Toyota, Kia, Hyundai, Honda, Mazda hay là VinFast hay rất nhiều hãng xe khác nhau trên thị trường Việt Nam. Ok, vậy thì em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn em đã xem video này của em ạ.